Hôm nay mình sẽ đi một chiếc xe mà để thay thế cho cái dòng MTB truyền thống nhá. Và mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn biết được là tại sao lại chiếc xe này nó lại là xu hướng của tương lai. Đây là một mẫu xe thuộc gần như là size L, thì các bạn có thể là thay thế được những chiếc xe MTB truyền thống. Gần đây thì mình đã thấy là rất nhiều các anh chị em đang chuyển sang cái dòng xe này. Như các bạn đây, hiện tại đây mình đang đi là số 0 này, số 0 của mình đạp này, đạp đang mức độ 9 này. Đạp như này ấy thì sao? Thì nó sức căng của chân rất là lớn. Và với như các bạn đã thấy là mình sẽ dần dần mình sẽ chuyển sang cái trợ lực điện để đi lên dốc cho các bạn thấy là cái sự nhẹ nhàng của nó như thế nào. Và khi chuyển sang trợ lực điện nhá thì mình sẽ chuyển sang nhanh quá. Trợ lực điện đi rất nhanh. Mình sẽ cho các bạn nhìn thấy đây. Đi lên trên cầu luôn. Ôi quá nhẹ nhàng các bạn ạ. Lên cầu thì thực ra nó không phải là một vấn đề gì đấy gọi là to lớn cả đối với chiếc xe đạp điện trợ lực cả. Vì nó quá đơn giản. Nó quá nhẹ nhàng ấy. Các bạn nhìn thấy chân của mình nó gần như là nó không mất lực mấy. Vì là chiếc xe này, tại sao chiếc xe này nó lại được nhiều người yêu thích như vậy? Vì là nó có nhiều yếu tố đặc biệt. Ví dụ như khung hợp kim nhôm gần như là nguyên khối ấy, kiểu dạng thiết kế nguyên khối ấy, và nó làm cho mình một cái cảm giác xu hướng của tương lai nhẹ nhàng đơn giản. Phanh như là phanh dầu. Khi mà được thiết kế với phanh dầu ấy thì tạo cho người lái những cái sự điều khiển rất là dễ dàng ấy. Tại sao nó lại ngon như vậy mà nhiều người lựa chọn như vậy? Vì là có quá nhiều anh em đã review về chiếc xe này. Đến hôm nay thì mình mới có thời gian mình mới review được chiếc xe như này. Nói về sự ổn định của thân xe ấy thì quá là chuẩn luôn. Đi tốc độ 30-40 km/h quá đơn giản. Đạp thể dục nhá, mình sẽ đạp thể dục luôn. Về số 0 đạp thể dục thì nó cực kỳ nhẹ. Bây giờ thì chuyển sang chế độ đi ga. Và đi ga thì quá đơn giản các bạn ạ. Đi ga thì cực kỳ dễ luôn. Cứ vặn ga đi thôi. Xe này nó còn có trang bị cái cruise control. Khi mà mình đi ga ấy, thì cái moment xoắn của nó lớn đấy. Mình cảm thấy là nó vút lên rất là nhanh luôn này. Phanh dầu này. Úi trời. Chuyển số bằng một tay. Có chuông rất là hay. Ở trên bản đồ hiển thị lên thì có các cái hiển thị thông số nhá, rất là đẹp này. Gồm có phần trăm của pin, dòng tiêu thụ, tốc độ, odo, chip. Các bạn nhìn nha, mình tăng tốc nha, không cần đạp luôn nhá. Các bạn nhìn này. Cái xe này bánh 27,5 ấy và moment xoắn của nó rất là lớn. Đây mình tăng tốc này. Mình tăng tốc lên vượt cái chiếc xe máy trên phía trên luôn. Các bạn nhìn thấy tăng tốc không? Đấy, 30, 33, 40. Thấy chưa? Một chiếc xe đạp mà có thể có phanh dầu, an toàn tuyệt đối. Mình chọn cung đường khó để mình đi nhá. Ví dụ mình sẽ qua cái bờ hồ đi, lên bờ hồ đi. Mình thấy điều khiển cái chiếc xe này nó quá dễ dàng luôn ấy. Để xem dừng đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ ấy thì cái khả năng tăng tốc của nó như thế nào nhá. Đấy, đây mình đang đi lên dốc này. Nói chung ga thì cũng đơn giản thôi. Ga hết này, mình ga hết nhá. Đối với chiếc xe mà thay thế được cái chiếc xe đạp thông thường như này ấy, thì là nó là thuộc là size L nhá. Size L thì những người tầm 1m7. 1m7 là đi vô tư. Tầm 1m65 là lựa chọn hợp lý rồi nhá. Đối với những chiếc xe MTB như này ấy, thì cái việc vận
di chuyển ở trong thành phố ấy, nó cực kỳ dễ dàng và gần gũi, có thể nâng hạ yên được. Mình rất thích để ở chế độ số 2 là trợ lực điện. Khi mà để chế độ trợ lực điện ấy, thì mình dễ dàng kiểm soát được cái tốc độ. Cần nếu mà mình cảm thấy tốc độ mà nó quá nhanh ấy, thì anh em bóp phanh một cái nữa, bóp phanh một chút thôi là chiếc xe này nó ngắt động cơ. Mọi người nhìn thấy nhá, là mình di chuyển ấy, đạp thì rất là nhẹ nhàng và gần như là cũng không bị mất lực khi mà mình chạy ở cái chế độ trợ lực điện. Thế còn đương nhiên là nếu mà chúng ta tập thể dục ấy thì chúng ta sẽ chuyển về số 0 là ở chế độ thuần luôn đạp bằng cơm. Và khi đạp bằng cơm thì chúng ta chuyển sang cái Shimano số 9 chẳng hạn, thì chúng ta đạp thì là nó là một cái gọi là tập thể dục rất tốt rồi. Ở hầm chung cư mọi người vẫn lên được bình thường nhá, vì chiếc xe này nó mô men xoắn rất là lớn. Hiện tại thì đây là thời điểm rất là lý tưởng để cho mọi người mua một chiếc xe có thể đi thể dục sau khi mà chúng ta trải qua một cái mùa ăn Tết nhiều năng lượng quá ấy. Mình sẽ đi lại lên trên cầu nhá. Thực tế là xe thì không cho phép đi xe đạp lên cầu đâu, nhưng mà để thể hiện được cái sức mạnh của động cơ ấy, với lại cái sự dễ dàng kiểm soát lái cũng như là đạp, thì mình vẫn đi lên trên cầu để cho mọi người thấy được là chiếc xe đạp điện trợ lực ấy, nó thay đổi cái cách tư duy so với những xe truyền thống. Đối với chiếc xe đạp điện trợ lực ấy, thì mọi người có thể hình dung ra là nó gần như là nó đạp xe là không mệt, không bất lực nếu mà mình đặt ở cái chế độ trợ lực điện. Thế còn vặn ga thì đương nhiên là giống như là xe điện rồi. Thế còn ở chế độ thứ ba là đạp thể dục ấy, đạp thể dục thì đương nhiên là bạn khỏe thì bạn đạp rồi. Thực ra mình đang đạp như này ấy, thì là chỉ là gọi là để có một chút lực thôi. Còn thì cái hệ thống mà cảm biến moment đạp ấy, ở bàn đạp ấy, thì nó tự hoạt động. Nếu mà nó hiểu mình đang đạp như này ấy, thì là nó tự đạp luôn, nó tự trợ lực điện cho mình. Còn khi mà mình mà không đạp nữa thì nó ngắt, nó không trợ lực điện nữa. Khi mà chúng ta sử dụng quen cái xe đạp như này rồi ấy, thì chúng ta cảm thấy là nó cực kỳ thân thiện và dễ sử dụng nhá, an toàn. Phanh dầu thì là mình đang sử dụng bằng một tay, một ngón tay ấy. Một ngón tay này khi mà bóp ấy thì nó khác cái phanh cơ là nó rất là nhẹ, phanh cơ thì là nặng hơn. Tuy nhiên thì phanh cơ thì nó rẻ hơn, thì các bạn có thể lựa chọn thêm cái dòng xe khác mà có phanh cơ. Đấy, mình đang thấy là mình đạp với chiếc xe này thì nó cũng chả khác gì mà là anh em đi dạo phố đi chơi mà không tốn tí mồ hôi nào ấy. Đấy là ưu nhược điểm, ưu điểm luôn đấy. Nhược điểm như là chỉ là giá tiền thôi. Một chiếc xe như mình đang đi đây thì có giá là khoảng trên 25 triệu. Mình sẽ rẽ ở đây nhá các bạn nhá. Rẽ vào trong ngõ này. Đấy, đường Hà Nội thì các bạn biết được là nó khá là đông xe rồi ấy, thì mình cũng ok thôi, không sao. Mình có cả ga, vặn ga đi mà. Các bạn nhìn này. Đúng là hôm nay là đi giải mã vì sao chiếc xe D30C được nhiều người ưa chuộng đến vậy. Dù sao nếu mà khi đi tập thể dục ấy, thì không có một mẫu xe nào có thể địch được như mẫu D30C này. Cả về thiết kế, công năng. Đạp quá nhẹ các bạn.
vặn ra thì quá nhanh luôn. Những người lớn tuổi thì đang lựa chọn những cái dòng xe trợ lực điện này rất nhiều, vì là khi mà có vấn đề về các cái xương khớp ấy thì mọi người đang dần dần chuyển sang trợ lực điện, nó sẽ giúp cho mình giảm tải về cái trọng lượng cơ thể này. Rồi khi mà mình lái xe ấy, thì cái lưng của mình ấy nó ngoài ra như kiểu như này này, thì các bạn sẽ thấy là nó không bị đau lưng đâu. Mình đạp đấy, các bạn thấy ở thời gian ngồi trên xe rất nhiều mà không bị đau lưng nhé. Cái thứ hai nữa là khi mà anh em đạp xe thì cái đầu gối này nó không chịu nhiều cái tải lực của cơ thể, nên là mọi người đạp xe cảm thấy nó rất nhẹ nhàng và cái khớp gối thì vẫn được bôi trơn, nên là rất là thuận lợi nhá cho cái việc mà điều trị các cái vấn đề về khớp nhé. Các bác sĩ anh em của bên mình ấy thì làm về dược ấy, làm về sức khỏe ấy, thì cũng đã mua và đánh giá rất là cao chiếc xe này nhá. Mọi người cứ tin tưởng ở bên bác sĩ tư vấn ấy, và họ sẽ tư vấn cho mọi người là một chiếc xe đạp trợ lực điện này. Đấy, và họ vẫn đi làm hàng ngày thì chứng tỏ là cái sức khỏe của họ họ rất là quan tâm. Mình thì sẽ đi lên trên một độ khó một chút để thấy được chiếc xe này là không phải là chỉ đi ở trên đường bằng đâu, mà nó có thể nó đi được ở trên đường những cái điểm khó nữa. Chiếc xe này đang vận hành ở mức ở trên đô thị này, đối với hệ Shimano là 6, mình đang để 6 và trợ lực điện là 1. Trợ lực điện là 1 nhá. Nhân tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách, chỉ luôn cho các bạn biết cách được là các bạn đi trợ lực điện là như thế nào. Thì nếu để ở chế độ Shimano số 1 ấy, ở chế độ số 1 nhá, là trợ lực điện số 1 ấy, thì khi mình đạp này thì hệ thống nó sẽ tự nó cảm biến được là mình đang muốn đạp xe, nó hiểu đạp xe và sẽ tự đi này. Đấy. Và nếu mà khi mà nó đi nhanh quá thì các bạn có thể tự ngắt động cơ bằng cách là các bạn bóp phanh thì nó sẽ tự ngắt động cơ nhá. Đấy, và đúng ra là ở chế độ trợ lực điện ấy, thì các bạn nếu ở dòng D30C này này để chế độ số 1 này và Shimano số 7 rồi là các bạn đạp là nhiều khi mình đã cảm thấy nó rất là nhanh rồi ấy, trợ lực điện rất khỏe rồi ấy, còn mình đạp gần như nó không có tí lực nào ấy, thì các bạn bóp phanh một chút đi để cho nó ngắt động cơ đi và mình lại tiếp tục mình đạp. Việc bóp phanh để ngắt động cơ này không ảnh hưởng gì cả và nó chỉ là những cái thao tác rất là bình thường thôi. Và xe thì vận hành thì ổn định này, tư thế ngồi thoải mái này, vận động được này. Chiếc xe này thì các bạn đi leo vỉa hè vô tư nhé, cực kỳ là ok luôn. Vỉa hè đối với những chiếc xe bánh to ấy, và bánh béo ấy, thì không phải là có vấn đề gì còn lớn cả. Chỉ trừ vỉa hè đối với những chiếc xe nhỏ như là chiếc bánh 20 mà lốp nhỏ ấy, thì đấy mới là vấn đề. Thì mình đã trải nghiệm và review sơ bộ cho các bạn thấy được là chiếc xe này nó có ưu điểm nhược điểm thì đúng là vừa nãy mình cũng nói rồi ấy, là giá tiền nó hơi cao, nhưng mà nó cũng đã cận với cả một chiếc xe cao cấp, tương đối cao cấp rồi nhé. Có nhỉ. Phanh dầu, cuộc dầu, khung thiết kế kiểu là gần như nguyên khối, bánh 275, yên nâng hạ được, gần như là một cái tác phẩm nghệ thuật rồi.
Mình thích cho yên cao này cơ. Yên cao này thứ nhất là các bạn đạp xe ấy, thì các bạn thẳng chân ra này, đỡ mỏi này. Cái này là chuẩn này. Thứ hai nữa là cái thế ngồi ấy, nó sẽ nhoài về phía trước này, nó sẽ đỡ đau lưng. Khi mà cái tuổi trung niên ấy đã lên rồi ấy, thì những cái hệ xương khớp của mình nó cũng sẽ lão hóa, nó yếu dần đi. Mà đạp xe cùng với cả đội trẻ ấy, thì mình không có sức. Do vậy là sinh ra chiếc xe trợ lực điện này ấy, là để bám đuổi được các đồng đội và không bị đuối. Việc mà trang bị hệ Shimano 9 ấy, thì cũng sẽ giúp cho người vận hành và những người đạp xe ấy, thể lực tốt. Còn chuyển sang ở mức 9 thì đạp nó sẽ căng chân và nặng. Đồng thời thì các bạn sẽ đi nhanh hơn. Đấy, tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là nếu mà các bạn cứ vặn ga ấy, mà đi ấy, thì quãng đường di chuyển cho chiếc xe này thì nó sẽ không được nhiều. Vì nó tầm khoảng được 40-50 km trên một lần sạc đầy thôi. Thế còn các bạn mà đi trợ lực điện ấy, thì tầm khoảng 100 km là các bạn đi vô tư nhé. Đấy. Thì sau đây mình sẽ đi một vòng nữa, hoàn toàn chạy điện và hoàn toàn đạp ở mức Shimano 9 để thấy các bạn nhìn thấy nhé, xem cái guồng chân của mình nó như nào nhé. Đây, mình sẽ giảm hết tốc độ rồi. Đấy, khi mà Shimano 9 này. Shimano 9 thì cảm giác thật sự là đạp xe thật nặng thật. Anh em ạ. Đạp nặng. Nhưng mà đạp thì nặng. Shimano 9 này, vì sao cái hệ Shimano Atos nhiều cấp ấy nó đắt hơn và nó xịn hơn, tại vì là nếu mà như này, đây mình đạp thuần nhá, anh em mới cảm thấy là nó kiểu như là phá sức ấy, nặng mà mệt cực kỳ luôn. Đấy là đối với một chiếc xe có 21 kg, tổng trọng lượng của nó có 21 kg thôi. Đấy, khi mà các bạn thay đổi tỷ số truyền ấy, thì đạp nó cực kỳ nó nặng và rèn luyện thể thao thì đúng là quá chuẩn, tuyệt vời luôn. Thôi mình sẽ chuyển sang cái chế độ vặn ga đi. Vặn ga nhá. Vặn ga thì ôi giời ơi, khác gì đi dạo đâu. Đi 24, 25, 26 ấy, 27, 29, 30 rồi. Ôi, nhẹ nhàng cực kỳ. Sợ là hơi nhanh các bạn ạ. Mà là nó không tốt đâu. Mình sẽ chuyển sang cái Shimano 7. Đối với Shimano 7 này thì tự nhiên mình đạp mình cảm thấy là cái tỷ số truyền ở chân nó thay đổi rất là nhiều nhé. Đạp rất là nhẹ. Đạp nhẹ nhưng mà đấy. Shimano 7 thì thực ra là nó là sẽ nằm ở clip số 7. Shimano 9 thì nó nằm ở clip số 9. Thì càng về Shimano càng cao ấy, thì cái tỷ số truyền nó sẽ càng lớn và chân mình sẽ càng nặng. Đấy, càng về chuyển về số 1 này, các bạn nhìn này, đây là mình đang chuyển về số 2 này. Số 2 thì mình đang đi với tốc độ là 11.5 km, nhưng mà cái chân, guồng chân của mình thì nó đã rất là nhanh như này rồi này, nhanh cực luôn ấy. Rồi đấy, thì các bạn nhìn thấy không, đơn giản đúng không ạ?